Vâng, Quang xin được kính chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi clip của Quang. Hôm nay thì Quang quay lại với cái chủ đề về họa mi. Gần đây có một số anh em là khách hàng mua cái sản phẩm cám của Quang cũng có nhắn hỏi, thì chắc là cũng không xem hết những cái clip mà trước đây Quang đã làm về họa mi. Thực ra thì về cái hướng dẫn về nuôi họa mi ấy, thì Quang cũng đã làm rất là nhiều các cái clip rồi. Chắc là anh em chắc cũng lâu quá thì không tìm được. Thế hiện tại thì bây giờ Quang đang quay cái clip này vào buổi trưa. Đấy. Ngày hôm nay thì ngày 7 tháng 1. Với cái chú chim họa mi mộc dở như này, thì cái cách nuôi dưỡng và luyện hót thì như nào để cho nó hợp lý, và mở áo lồng và bịt áo lồng như thế nào? Đây là một cái con họa mi có thể nói là gọi là mộc dở thôi, bởi vì nó chưa phải là con chim thuần hẳn, mà nó cũng chưa phải là con chim có thể treo ra giàn, ra cội mà đấu đá chơi tốt được. Bởi vì thứ nhất là nó cũng chưa có tuổi lồng, nó cũng chỉ được ngoài 1 năm lồng thôi. Cái thứ hai nữa là cũng chưa mang đi dãi dượt bao giờ, thì đang hiện tại bây giờ là cũng vẫn đang luyện hót ở nhà để mà tách dần mái nó ra để cho nó thuần hẳn. Thì chúng ta chỉ nó như này. Hiện tại bây giờ thì cái thời tiết ở ngoài Bắc thì cũng tương đối là ổn định, mấy hôm nay thì nó cũng không có rét đậm lắm. Với cái quan trọng nhất là như này, với những cái chú chim mà nó chưa có tuổi lồng ấy thì nó phải rơi vào tầm từ tháng 3 trở đi thì nó mới căng lửa hẳn. Đấy, hiện tại bây giờ thì như cái chú chim này ấy, thì nó chưa phải thuần hẳn, nếu mà đứng gần vào thì nó vẫn sợ, nó nhảy, và cầm vào lồng thì cũng chưa thể nào xách lồng hót được, mà cũng chưa mang đi dãi dượt được. Thì chúng ta nuôi dưỡng như thế nào? Trước mắt thì Quang làm cái clip hôm nay nói về chủ yếu là về cho anh em chơi hót ở nhà thôi. Đấy, thì cái cách luyện hót thì nó như nào? Trước đây thì Quang cũng đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Cái cách luyện hót thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta có cái con mái, chúng ta dùng như này. Đấy, thì đa phần ấy thì những cái chú họa mi mà phần lớn là đến 90% là những cái con họa mi thường thường ấy, thì nó có cái con mái nó thích, hoặc nó nhìn thấy mái ấy, thì khi mà chúng ta gọi mồm như thế và chúng ta bật cái file luyện hót nó lên, thì nó sẽ tóc 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 tóc, thì là con chim nó sẽ, đấy các bạn thấy là nó sẽ gật cù, nó lắc lư, nó hót, và nó hót sẽ rất là êm dịu. Thế còn nếu như mà anh em mà nuôi họa mi ấy, mà chúng ta mà để cho cái con mái nó xùy, nó toe lên ấy, đấy, thì con chim nó sẽ hót to, hót gắt, nó hót to, nó gắt thì nó không tốt chỗ nào cả. Về cái phần luyện hót ấy, thì anh em cố gắng là nuôi ấy, để chúng ta luyện hót hàng ngày như thế này, để cho con chim nó dần dần nó êm dịu, nó hót nhẹ nhàng, nó đảo giọng để cho chúng nghe, nó thành một cái nếp. Tức là chúng ta rèn cho con chim nó thành một cái nếp đấy, đừng để. Nói chung là chúng ta nuôi họa mi hót ấy thì đừng bao giờ để cho cái con mái nó xùy lên, cố gắng hạn chế để con mái nó xùy, nó toe lên ấy, thì là nó làm cho cái con chim của chúng ta nó sẽ hót to, hót gắt. Đấy, nó thành cái thói quen đi. Thế tại là sao mà Quang cũng đã hướng dẫn ngày trước ấy, thì Quang cũng đã hướng dẫn rồi cái cách chọn cái con họa mi mái ấy, là cái con nào mà nó chỉ hơi dích, nó vẩy cái đuôi lên ấy, nó không xùy, không toe, hạn chế xùy toe là tốt nhất. Đấy, những cái con mái nó chỉ dích, mà nó gọi là ti đấy, đuôi nó cứ vẩy nên nó dích ấy, là cái tốt nhất. Đấy, thế cách luyện hót thì nó như này, nếu như mà chim của chúng ta mà nó chưa thuần thì chúng ta đặt xuống đất, chúng ta luyện hót thôi. Sau khi mà nó đã tương đối quen, ở đây thì Quang đang luyện hót cho nó, thì Quang đứng cách nó chỉ độ khoảng tầm hơn 1 mét một chút thôi. Đấy, thì nếu mà chim của mọi người mà nó chưa thuần hẳn đấy, hoặc nó còn đang mộc quá, thì chúng ta đặt xuống đất và chúng ta che một lửa áo lồng, và chúng ta sẽ kè con mái như này. Con mái ra chúng ta sẽ kè và chúng ta cho nhìn thấy như này, và chúng ta gọi để cho chú chim của chúng ta nó sẽ hót như này. Đấy. Thế sau đó thì khi mà chim có những con ấy, nó tùy thực tính của mỗi con. Có những con ấy thì nó cứ phải nhìn thấy mái thì là nó sẽ lắc lư gật gù hót. Nhưng có những con ấy thì chỉ cần cho nhìn thấy mái một lúc thôi, sau đó thì chúng ta sẽ che cái con mái nó đi và chúng ta gọi mồm. Đấy. Tóc 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 tóc. Thế còn anh em nào mà đã có cái chú chim mà nó đến cái tầm như này rồi này. Đấy. Đây nhá, đến gần này. Đấy, thì nó vẫn sợ, nó nhảy này, nó chưa phải là con thuần hẳn đâu nhá. Đấy, để cho anh em biết được. Tóc 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 tóc. Đấy. Nếu nó thuần hẳn là phải dí điện thoại sát vào lồng nó vẫn đứng như nó hót cơ. Thì đấy mới gọi là thuần hẳn. Thế thì nó như này.
Khi mà chúng ta dùng cái con mái đấy, chúng ta hàng ngày ấy, chúng ta sẽ gọi nó như này. Và khi mà con chim nó bắt đầu nó đang say hót như này ấy, thì chúng ta sẽ cứ dùng con mái đấy. Chúng ta muốn gần với con chim ấy, thì chúng ta sẽ dí con mái vào gần như này. Tóc 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 tóc. Đấy, chúng ta sẽ tiến dần sát vào một con chim như này. Tóc 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 tóc. Đấy, chúng ta sẽ lợi dụng, tức là chúng ta sẽ dùng cái con mái để là cái công cụ hỗ trợ chúng ta để chúng ta thuần hóa dần dần nó. Thế sau khi mà hàng ngày chúng ta làm như thế, mỗi một ngày chúng ta luyện hót như thế độ 1 đến 2 lần, và cứ ngày này qua ngày khác ấy, dần dần con chim nó sẽ quá quen thuộc với cái giọng gọi của chúng ta, và nó quen với cả cái chủ nuôi, thì dần dần chúng ta sẽ tách dần mái nó ra. Đấy. Thế còn về cái vấn đề dưỡng con chim thì nó như này. Buổi sáng người ta thì chúng ta nếu mà có nắng ấy, thì chúng ta nên phơi nắng nhẹ buổi sáng một chút để cho chim nó tắng nắng một chút. Đấy, sau đó thì chúng ta cho nó ăn mồi tươi. Nếu như anh em nào mà đang dùng cái cám 160.000 của Quang ấy, thì ngày nếu mà cái chú chim nó chưa căng hẳn như này thì ngày chúng ta cho nó khoảng 6 con dế, chúng ta chia ra làm 3 bữa, thế thôi, không cần nhiều. Đấy, hoặc là có thể cho 2 nhộng 2 dế 2 cào cào. Thế còn nếu như anh em nào mà đang dùng cái sản phẩm cám 200 của Quang ấy, một cân ấy, thì chúng ta chỉ cần một ngày chỉ cần 2 con dế thôi, không cần nhiều. Đấy, không cần nhiều, hoặc là một con dế, một con cào cào, hoặc một con nhộng, đấy, 3 cái con như thế thôi. Đấy, và sau này nó căng lửa hẳn lên ấy là nó còn không ăn mồi tươi nữa cơ. Đấy, bởi vì cái cám 200 này là nó hỗ trợ là chim gần như không cần phải ăn mồi tươi. Đấy, nó bao nhiêu chất nó đủ đổ hết ở trong cám rồi. Đấy, nó ổn định, rất là ổn định. Thì như này, chúng ta cho ăn mồi tươi như thế. Đấy, còn về cái chế độ bịt áo lồng thì Quang hướng dẫn cho mọi người như sau. Sáng ra thì chúng ta cho ăn mồi tươi thế, sau đó thì chúng ta tắm nắng, sau đó thì chúng ta luyện hót, sau đó thì dùng con mái như thế, sau đó thì chúng ta sẽ sau khi mà luyện hót cho chim ấy xong ấy, đấy. Thì với những con chim như này thì anh em chú ý là luyện hót ấy thì như này, cái lực hót của nó thì nó chỉ hót độ khoảng tầm độ 1 tiếng đổ lại thôi, thì chúng ta chỉ cho nó hót độ 30 phút thôi, đừng cho quá. Đấy, sau đó thì chúng ta luyện hót xong thì chúng ta sẽ bịt kín áo lồng vào nhé. Mọi người nhớ là bịt kín áo lồng vào, vì đa phần những cái con chim mà nó chưa thuần hẳn như này mà chúng ta mở hé áo lồng nó vẫn nhảy. Thế với những cái chú chim mà chúng ta, một số anh em cũng có nhắn cho Quang phản hồi rằng là bịt áo lồng và nó vẫn nhảy cộc cộc ở trong lồng ấy, là con chim nó tâm lý nó không ổn định, nó sợ, nó bịt áo lồng và nó không nhìn thấy cái gì cả, xong nó vẫn nghe thấy cái tiếng của mọi người ở trong gia đình chúng ta hoạt động, hoặc nó vẫn nghe thấy cái tiếng động ấy, thì con chim nó sẽ ở trong, nó sẽ bị cái tâm lý nó không ổn định thì nó cứ sợ nó nhảy. Đấy, thì anh em chú ý như này, chúng ta nuôi họa mi mà nó chưa có cái tuổi lồng mà nó chưa thuần hẳn ấy, thì chúng ta phải có một cái chỗ dương riêng để mà dưỡng con chim. Đấy, nó cái họa mi là nó khó ở cái đấy, rồi sau này nó thuần rồi thì nó chả vứt đâu cũng được, mở áo lồng ra có khi cả ngày ấy, ở nhà nếu mà những con chim mà nó mang đi chơi giàn chơi cội quen rồi mở áo lồng cả ngày ở nhà nó chả hót câu nào cả. Đấy là với những con chim nó quá thuần rồi. Đấy, thế còn với những cái chú chim mà nó chưa có tuổi lồng như này ấy, thì chúng ta phải cần một cái chỗ yên tĩnh. Chẳng hạn như con này ấy, thì sau khi luyện hót xong Quang bịt áo lồng vào ấy, thì Quang để cái phía chiếu cầu thang kia, thì nhiều lúc ấy là trẻ con nó chạy qua chạy lại, hoặc là nó nghe thấy tiếng người ấy, nó vẫn nhảy, thì cái đấy thì mình không tránh được. Nhiều lúc là Quang phải cho vào cái nhà vệ sinh, tắt điện đi và đóng kín nhà vệ sinh lại, để tránh cái trường hợp con chim nó làm cho con chim nó cái tâm lý nó không ổn định. Đấy là về cái việc mà anh em bịt áo lồng mà con chim nó vẫn nhảy ấy, là do là nó vẫn sợ. Đấy, nó bị nghe thấy tiếng động. Chứ còn nếu như mà chúng ta có một cái phòng để không, hoặc là một cái chỗ nào yên tĩnh ấy, chúng ta để mà nó không nghe thấy cái tiếng động, hoặc là không nghe thấy tiếng mọi người sinh hoạt ấy, thì nó không nhảy nữa đâu, nó chỉ nhảy một tí lúc đầu thôi, xong rồi nó thôi. Đấy, thì cái chú chim của chúng ta mà chúng ta nuôi dưỡng tốt như thế thì chỉ cần cứ mở áo lồng treo ra một cái là nó sẽ hót. Đấy, cái mọi người phải lưu ý là cái việc mà mở bịt áo lồng, đóng áo lồng như thế nào. Đấy, là cái mọi người phải lưu ý là như thế. Thế còn cái trường hợp mà có những con thì nó cũng rất là thích nhìn thấy người mà mở áo lồng ra thì nó không nhảy nữa. Đấy, thì chúng ta cứ mở áo lồng nó ra, nó không nhảy thì là tốt nhất. Thế còn cái trường hợp mà các cái chú chim của chúng ta mà mở áo lồng mà hé mà nó vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống ấy, thì nó rất là dễ làm cho con chim nó mất lửa, nó không có lực để nó hót được như này đâu. Thì anh em cố gắng là bịt kín áo lồng vào. Quang khẳng định với mọi người nhé, ví dụ như cái lồng này nuôi quen nó độ khoảng 1-2 tuần rồi ấy, nó quen cái chỗ cống nước, quen ống cám, chúng ta bịt kín áo lồng vào ấy là nó vẫn ăn uống được thoải mái vô tư, không vấn đề gì cả. Thế còn bịt áo lồng bao nhiêu lâu trong một ngày
thì nó như này, trong một ngày ấy, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta nhìn thấy con chim độ 2 lần. Ví dụ như sáng ra thì đấy, cho ăn mồi tươi rồi luyện hót rồi làm quen, rồi đến buổi trưa, buổi trưa chúng ta rỗi rãi thì chúng ta phải cho nó ra cái lồng tắm. Thế còn cái việc mà nó tắm hay không ấy, thì chúng ta dọn vệ sinh sạch sẽ đi. Còn nếu như anh em nào không có điều kiện thời gian ấy, phải đi làm ấy, đến chiều tối mới về ấy, thì chúng ta tắm ấy, thì nhớ là như này, chiều tối ấy, thì chúng ta ở trong cái phòng vệ sinh thôi, nó kín gió. Và với những cái thời tiết ở ngoài Bắc này, thời tiết nó nhiều lúc nó không ổn định ấy, mà chim của chúng ta mà nó yếu lửa, nó kém lửa ấy, thì nhiều con nó cũng sợ, nó không tắm đâu. Nhưng mà có những con ấy thì nó lại kiểu mình nuôi nhốt ở trong lồng, nó bẩn thỉu quá, nó ngứa ngáy quá thì nó vẫn nhảy xuống tắm, mà lông nó ướt sũng ấy thì là nó yếu chim. Thì là chúng ta phải tránh những cái chuyện gió máy đi. Đấy, và cẩn thận thì anh em có thể mang máy sấy ra sấy, hoặc là ở trong cái phòng kín chẳng hạn như thế. Đấy, thế còn về những anh em nào mà không có điều kiện về thời gian ấy, thì chiều tối chúng ta có thể dọn vệ sinh cũng được. Thì những cái hôm nào mà trời nó lạnh quá thì chúng ta đổ nước vào cái khay tắm ấy, chúng ta chỉ đổ một chút ngập qua cái chân của nó một tí thôi, để nó nhảy vào, nó có tắm thì nó cũng không thể ướt sũng người nó được. Đấy, thế trong cái lúc mà thời gian chúng ta chờ đợi nó tắm ấy, thì chúng ta nên dọn vệ sinh cái lồng sạch sẽ đi, rồi cho chim nó lại vào lồng, rồi chờ lúc nó khô lông rồi chúng ta có thể cho nó đi ngủ. Thế còn nhiều lúc mà anh em nào mà không có điều kiện thời gian luyện, chỉ luyện buổi sáng, không có buổi trưa ấy, thì kể cả buổi chiều tối, tối chúng ta luyện hót cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì chúng ta cũng không nên làm trái với cả cái tự nhiên. Thì chim tầm chiều tối thì tốt nhất là cho nó đi ngủ. Thế về cái chuyện mà chim mà mộc dở mà nó hay nhảy nhiều, mà hay sinh ra tật lỗi ấy, thì như này, đa phần là anh em bị cái chuyện là chúng ta mở hé áo lồng, mở hé áo lồng rồi chúng ta cứ mở như thế rồi để cả ngày, thì là cái chú chim của chúng ta ấy, là nhiều lúc ấy là nó cứ nhảy lên nhảy xuống, rồi nó sinh ra những cái tật soi lóc, rồi ngửa, rồi bám lóc, rồi thì sàng cầu. Đấy, thì là tốt nhất ấy là như này, anh em nếu mà không có thời gian ấy, thì theo Quang ấy là anh em cứ lên bịt kín các cái áo lồng vào. Áo lồng thì chúng ta nên chọn những cái áo lồng mà vải kaki mà nó dày dày một chút, nó tối tối một chút, chứ đừng có cái áo lồng mà nó vẫn sáng quá là con chim nó mỏng quá là cũng không ổn. Đấy, thế còn đấy, cái công việc mà chúng ta chăm sóc nó thì nó cũng cứ ngày này cũng qua ngày khác, nó cũng rất là đơn giản như thế, nó đòi hỏi phải có thời gian luyện hót hàng ngày như thế. Đấy, sau đó thì về cái phần bịt áo lồng thì đấy, Quang khuyên anh em là cứ cố gắng là cứ lên bịt kín lại như thế thôi. Nhưng mà cố gắng là đừng có bịt kín suốt cả ngày. Nên nhiều lúc là mọi người không hiểu. Đấy, là cứ nhìn sáng ra là cũng phải mở nó ra để luyện hót này, rồi thì cho ăn cho uống này, rồi thì tắm nắng rồi. Đấy, rồi còn có cái thời gian buổi trưa nữa cũng lại luyện hót, rồi thì tắm cho nó ra lồng tắm, nó tắm sạch sẽ này, rồi thì dọn vệ sinh lồng này. Đấy là cũng cái thời gian mà nhất định để chúng ta làm quen với cái chú chim mộc dở như này. Đấy, và về cái vấn đề bịt áo lồng ấy thì nó là như thế. Thì Quang trước đây Quang cũng đã làm các cái clip rất là nhiều rồi về Họa Mi rồi. Cứ khuyên thật lòng là nếu như mà chúng ta không có thời gian ở với nó ấy, không nhìn được nó là có nhảy hay không hay là nó như nào ấy, không theo dõi được ấy, thì chúng ta nên bịt kín áo lồng vào, mà chúng ta nên chọn có những cái phòng nào mà để không có tiếng động ấy, thì chúng ta cất vào đấy. Đấy, thì quy trình thì chúng ta nuôi một cái chú chim mà mộc dở như này thì chúng ta hàng ngày chúng ta cứ như thế này thôi. Mà nhất là cái vấn đề mà muốn nó thuần nhanh ấy, thì chỉ có mỗi dùng cái con mái như này và luyện hót như này, và nó đang say hót ấy, thì chúng ta tiến dần vào như này. Đấy, dùng những con mái, chứ còn nếu mà không có mái ấy, thì chúng ta tiến gần vào con chim nó sẽ sợ, nó nhảy đấy. Đấy là những cái lúc mà chúng ta không làm quen với nó và ít làm quen. Nên thường thường thì anh em mà chăm nuôi gột Họa Mi ấy, thì Quang đã hướng dẫn rồi là phải có thời gian rảnh rỗi. Chứ còn nếu nhiều lúc mà chúng ta mà cứ bận công việc đắm đuối rất là nhiều việc ấy, thì nói chung là cũng không nuôi gột được đâu. Nó rất là khó, thì chúng ta phải nuôi những cái con chim mua nó chơi sẵn rồi, nó thuần sẵn rồi. Đấy, thế còn nuôi gột những cái con chim như này ấy, thì nó lại đòi hỏi là nó phải có 1-2 con mái hay và phải có thời gian cơ. Đấy, chứ không là nhiều lúc nó cũng hỏng con chim đi. Thế còn về cái vấn đề mái ấy, thì nó như này, cái công cụ hỗ trợ để cho chúng ta gột cái chú Họa Mi ấy, thì bắt buộc phải có con mái. Bởi vì nhiều lúc ví dụ như con này mà không có mái là nó sẽ đứng, nó không đứng tự tin nó hót này đâu, vì nó là con mộc dở mà. Đấy, nó có mái một cái thì nó sẽ tự tin như này. Và hàng ngày mà Quang đã hướng dẫn cho anh em rồi là chúng ta cứ luyện như thế, luyện thế, xong bắt đầu nó thuần gần thuần với mình rồi thì chúng ta sẽ tách dần mái nó ra.
đấy. Và sau khi mà chim mà nó chơi ổn định, nó không cần mái, nó vẫn chơi, tức là nó đã quen với cái giọng gọi của chúng ta và nó quen với chủ nuôi rồi, thì lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện mà mang đi rãi rượt hoặc là mang đi ra dàn ra cội rãi rượt từ xa xa. Sau khi nó chơi tốt thì chúng ta đưa dần nó vào dàn nó cội đấy, để chúng ta chơi dàn. Đấy là cái công cuộc mà chúng ta gột cái con họa mi mộc dở nó như thế này. Đấy. Thế còn về cái chuyện mà cho nhìn đến mái bao nhiêu lâu một ngày, rồi ốp mái như nào thì Quang cũng đã hướng dẫn rồi. Là gì, cái con mái thì chúng ta chỉ lúc cần thiết với nó thôi. Đấy, lúc luyện hót thế này này, rồi lúc tắm này, rồi thì một ngày chúng ta sẽ cho nó nhìn đến nhau độ khoảng 1 đến 2 lần thôi. Và thực ra thì anh em nuôi thì nhiều lúc là có một cặp thì con mái của chúng ta nó lại quá quen rồi, nó nhìn đến nhau nhiều, chúng ta để nó nhìn đến nhau nhiều quá nó cũng nhàm, hoặc là cái con mái của chúng ta nó không phải là con mái hay thì nó cũng rất là khó để mà làm cho nó cho con chim của chúng ta, nó kích thích con chim của chúng ta lên được. Đấy, nó lại là như thế. Quang nó ví dụ như anh em chúng ta còn là thanh niên còn trẻ thì nhìn thấy gái đẹp thì ai cũng thích, đúng không ạ? Đấy, thì cái con mi, con họa mi nó cũng đúng như thế thôi. Cái con mái nào càng hay mà càng gọi là càng cứ ti đuôi cứ vẩy vẩy bập bành như thế này, thì nó lại càng thích. Đấy, mà nhất là cái con mái lạ nữa thì lại càng tuyệt vời. Đấy là trong cái công cuộc gột họa mi, cho nên là mọi người cứ thấy là nhiều lúc một số anh em bán chim mới là gần như là người ta nhà người ta là có 2-3 con mái rất là hay. Đấy, để người ta làm hàng là người ta quay clip để cho chim nó chơi, cho nên là về nhà chúng ta mà nó chưa chơi tốt được như thế là do chúng ta không có mái, không đúng con mái. Đấy, bởi vì thực ra là khi mà họ bán thì cái dạng như cái con này thì Quang mua cũng là cái con chim nó chỉ thuần 80-90% thôi. Ở nhà người ta thì người ta cũng có mái thì là nó sẽ chơi tốt này. Lúc về nhà mình nếu như mình không có mái là chịu chết đấy, nhiều con là không gột được đấy. Đấy, nhiều con là như anh em đã xem và biết cái trước đây Quang đã làm cái clip về cái con xòe đấy, là cũng về nhà mình nó còn không đúng với con mái của nó còn dóc, nó còn mệt mỏi với nó đến 2-3 tháng trời đấy, sau đó mượn được cái con mái nó thích thì mới gột được nó đấy, chứ cũng không phải là rất là đơn giản đâu, không phải là đơn giản chút nào đâu. Đấy, bởi vì có những con nó rất là khó gột, có những con nó dễ chơi ấy thì lại rất là dễ, có những con nó rất là dễ chơi mà không cần mái, thì cần bọc bọc mồm cái là tọc tọc nó hót lên mình, nhưng cái con đấy thì nó ít lắm, nó hiếm lắm. Cái con này thì cũng có thể thuộc dạng là như thế, nhưng mà nếu như mà mình có mái thì nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh thuần hơn và nó nhanh làm quen được với nó hơn. Đấy, nó sẽ làm cho con chim nó phấn khích, nó gật cù, nó hót hơn. Đấy, nó giống như kiểu như là thanh niên mà có gái đẹp và thể hiện với gái đấy, kiểu như thế. Đấy, nó là như thế. Đấy, thì mọi người có một cái hình dung như thế thì là nó sẽ là tốt nhất ở trong cái việc mà nuôi gột họa mi. Đấy. Thế còn về cái chuyện mà tối đến chúng ta có thể cho nó ngủ cùng với con mái ấy, thì chúng ta cho là hai cái lồng để cạnh nhau ấy, thì một tuần chỉ 1-2 lần như thế thôi, hoặc là một tuần một lần thôi. Còn lại ấy, thì là chúng ta sẽ tách mái hoàn toàn nó ra, càng ít tiếp xúc càng tốt, nếu nào cần thiết thì chúng ta mới cho tiếp xúc thôi. Ví dụ như cái chú chim như này, ngày hôm nay Quang luyện như này mà cho Quang cần làm quen đứng sát nó thì Quang sẽ dí con mái vào, ngày mai cũng thế, ngày kia cũng thế, và đến buổi thứ tư, thứ năm, thứ sáu mà treo ở đây ấy, không cần treo mái ra nữa, và treo ra là nó sẽ tự tin nó đứng nó hót như này, và mình sẽ đứng gần mình gọi mồm và tách dần mái nó ra thôi. Đấy, nó là như thế. Đấy. Thế còn một số anh em mà nuôi ấy là bị gặp phải khó khăn ấy, là chẳng qua là trống mái nó không hợp nhau, hoặc là cái con mái đấy là nó không thích con trống, nó không thể hiện. Đấy. Thế đa phần ấy thì có những con mái nó lại rất là kén trống, mà cũng có những con trống thì nó rất là kén mái. Đấy, nó cũng giống như con người chúng ta cũng thế thôi, không phải là như mình anh em mình thế thôi, không phải là nhìn thấy ai cũng thích đâu. Đấy, phải có những người mà nó vào mắt mình thì mình mới thích chẳng hạn như thế. Đấy, chứ không phải là có những người thì nhìn thấy gái thì ai nhìn thấy cô nào cũng thích. Đấy, có những ai trẻ không thương già không tha, nói trêu đùa một chút như thế thôi. Vâng, thế cái việc mà chúng ta cho nhìn thấy mái này rồi thì cho ngủ như nào thì Quang đã phân tích rồi cách luyện hót thì Quang phân tích rồi. Đấy, thì trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng như này để cho con chim nó trở thành một con chim chơi tốt ấy, thì hàng ngày chúng ta phải luyện hót như này, đó ít nhất là 1-2 lần, và mỗi một lần thì Quang cũng đã nói rồi là nếu sức hót của nó được khoảng 1 tiếng ấy, thì chúng ta chỉ cho chim nó hót độ khoảng 30 phút thôi, để chúng ta giữ lấy cái lửa của nó, đừng có nó hót được 1 tiếng lại cứ treo ra, nó hót chán rồi xong lại cứ treo thế rồi nó hót chán rồi nó bắt đầu nó nhảy rồi là nó mất lửa mất lực đi thôi. Đấy, thì bắt buộc là chúng ta phải có một cái phương án là chúng ta bịt áo lồng mà để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đấy, con mì nó phải là như thế, nó khác hoàn toàn với cả cái con xoài than. Con xoài than thì chúng ta kể cả nó chưa có lửa thì chúng ta cứ treo ra cả ngày cũng được, con treo cao thoáng ra cả ngày cũng được. Thế còn con mì mà chúng ta treo thế là hỏng hết, là coi như là dần dần là con chim nó sẽ mất rất mất lửa đi. Nói thật với các bạn là hiện tại bây giờ con nuôi rất là nhiều chim ở nhà, nó phải đến 30 mấy con xòe rồi, rất là bận đấy. Kể cả mi này nó cũng phải, bây giờ cũng phải có 4-5 con đang ruột. Thì như con như này ấy, là quang bịt áo lồng suốt đến sáng ra, mở ra cho con dế xong bịt áo lồng vào. Thì hôm nay là buổi thứ bảy dãi xòe, đến 11 giờ hơn mới về. Về thì đi đón con cái rồi về nhà đấy, chuẩn bị cơm nước có dỗi thì đấy, cũng chỉ treo ra luyện hót được một lúc như này thôi, sau đó lại bịt áo lồng vào đấy. Xong tí nữa thì là tranh thủ vừa ăn cơm với có khi lại vừa tắm cho nó một cái đấy, xong bắt đầu khô lông lại bịt kín áo lồng vứt đấy đây, đến có khi đến sáng mai mới động đến cơ đấy. Bởi vì chiều đến lại còn phải làm các cái đơn cám đóng cám gửi cho anh em, nó không có thời gian đấy. Nhưng mà nếu mà anh em làm có thời gian gần gũi với chim thì nó sẽ nhanh thuần hơn, nhanh được chơi hơn thôi đấy. Thì Quang nói như thế, ví dụ như anh em nào mà công việc mà làm công việc ở nhà chẳng hạn, nuôi chim là rất là dễ. Chứ còn những anh em nào mà phải đi làm từ sáng đến chiều mới về thì rất là khó gột những cái chú chim, mà nhất là những cái chú chim mà nó khó gột. Thì Quang làm cái clip này thì chắc là một số anh em sẽ hiểu thêm về cái loài hòa mi. Nói chung là nó phải là có cái con mái mà phải là mái nó tương đối hay một chút, cái con mái nào nó dễ, con trống nào nó cũng thích ấy, thì là rất là dễ để gột cái con hòa mi. Nó nhiều cái nó rất là khó về cái loài hòa mi nó là như thế. Đấy, thế còn gặp những con mi mà nó rất là dễ chơi thì Quang đã nói rồi, là không phải là con nào nó cũng không có mái là nó cứ thế là nuôi là được đâu. Nó có những con nó không có mái không thể nào gột được, mà nó nhảy như con ma làm luôn ấy. Đấy, thế còn đa phần những con chú chim mà lông mỏng mà nó hiền hòa mà nó mau mỏ ấy, mà nhất là những cái chú chim mà Quang đã hướng dẫn cho mọi người rồi ấy, là chúng ta chọn chim mà chúng ta không chỉ cần hơ con mái mà chúng ta tóc 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 mồm ấy, mà nó cũng tóc 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 nó hót theo ấy, thì là những con chim ấy là rất là mau mỏ và rất là dễ gột, dễ chơi đấy, là rất là dễ chơi hót, thì Quang cũng đã hướng dẫn rồi đấy. Còn chốt lại một cái cuối cùng nhá, là anh em phải cố gắng ấy, là lúc nào mà không nhìn được cái con chim ấy thì tốt nhất là anh em cứ kéo kín áo lồng lại, để một cái chỗ nào đấy yên tĩnh đấy, để một cái chỗ là thật sự yên tĩnh, kệ nó, để cho nó ăn uống ở trong, đừng có suy nghĩ là nó bị làm sao cả, yên tâm đi. Bởi vì Quang đã nuôi vọt họa mi nếu như bẻ với cái cách này ấy, thì ít nhất là từ cái năm 17 là có những cái cách nuôi mới rồi, thì hướng dẫn cho mọi người đến bây giờ ấy, là đã nuôi thành công rất là nhiều con họa mi đấy, là không bao giờ có vấn đề gì về cái chuyện bịt áo lồng cả. Nhưng tuy nhiên là không phải là chúng ta cứ bịt từ sáng đến tối rồi mai lại cũng cứ từ sáng đến tối xong rồi lại cứ đổ cám đổ nước như thế đến vài ngày trời như thế không được. Một ngày là chúng ta phải mở nó ra luyện hót cho nó nhìn thấy ánh sáng, tắm nắng, tắm nước đấy. Bây giờ còn những lúc không cần thiết thì mới bịt áo lồng vào thôi đấy. Thì Quang nói như thế là để cho mọi người hiểu rõ về cái vấn đề là tĩnh dưỡng con chim là như thế. Còn tuy nhiên là có những hôm nói thật với mọi người là bận cả ngày không động chạm gì đến con chim cả, thế nó cũng chả sao cả. Nhưng mà ngày mai mà như thế nữa, là ngày kia như thế, là con chim nó sẽ tụt dần, nó yếu dần đi đấy. Nhưng mà và còn mình đang chăm đều tay thì tốt nhất là cái ngày nào như ngày nào là cái tốt nhất. Thế còn tuy nhiên là cái lúc bận quá thì đúng là kể cả nói thật con này cũng có những hôm có khi phải đến cả ngày không động chạm gì đến, không có mở ra thì không có ấy gì, cái tự nó ăn uống rồi xong đến hôm sau bắt đầu mới mở ra động chạm chim. Bởi vì có những hôm thật sự mọi người là rất là bận đấy, nhưng mà nó không sao cả đấy. Nhưng mà đừng có ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng thế thì coi như hỏng hết con chim đấy. Về cái vấn đề là nuôi dưỡng thì nó như thế. Thế còn chúng ta nuôi tốt ấy thì cứ mỗi một ngày nó sẽ tăng được dần cái sức hót nó lên thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta mà nuôi kém ấy thì là nó sẽ cứ kém dần đi thôi đấy. Chứ nó không phải là cái gì là cái khó khăn đâu. Nên đòi hỏi nhất ấy là gì, nuôi vọt họa mi chốt lại là phải có những cái con mái tương đối hay. Cho nên là anh em nào mà nuôi họa mi mà cứ xác định nuôi vọt họa mi ấy mà không có mái hay là rất là khó là như thế. Và nhất là anh em gặp phải những con chim mà nó khó chơi khó gột thì rất là khó để mà nuôi thành công được. Thì cái này thì rất là nhiều anh em bị vấp rồi đấy. Thôi cái clip này thì Quang xin được dừng lại ở đây thôi nhá. Và chúc tất cả các anh em, các bác, các chú, các anh chị sĩ đã coi đến cuối clip này luôn luôn có cái sức khỏe tốt nhất và nuôi gột được cho mình những cái chú chim đẹp và ưng ý. Và mọi người đừng quên rằng là nếu như mà anh em nào mà tin tưởng và mua cái sản phẩm cám chim họa mi
cám xòe, cám xòe màu của Quang ấy, có 3 loại thôi, Quang chuyên về đấy thôi. Thì liên hệ với Quang qua cái Zalo, qua số điện thoại là 0983 494068 nhé. Thế còn tư vấn nuôi thì anh em nhớ là cũng cái Zalo đấy là mọi người cứ gọi cho Quang vào cái tầm từ 9 rưỡi sáng, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đấy. Thì anh em muốn gọi, muốn hỏi tư vấn gì vào cái khung thời gian đấy nhé. Thế còn ngoài ra thì rất là nhiều tin nhắn là Quang không thể nào mà trả lời được anh em, bởi vì rất là nhiều việc. Buổi sáng thì cái khung giờ đó thì gần như là sáng nào thì cái khung giờ đó thì Quang mang xòe, mang mi đi sang câu lạc bộ dãi thì là cũng thời gian nó rảnh rỗi được khoảng tầm gần 2 tiếng buổi sáng như thế thôi. Là có thể gọi anh em gọi điện trực tiếp để Quang sẽ giải đáp những cái khúc mắc của anh em trong cái vấn đề mà nuôi chim, họa mi, xòe than hoặc là xào màu để hướng dẫn cho mọi người. Clip này thì Quang xin dừng lại ở đây thôi. Và bây giờ thì cũng đến cái giờ mà phải ăn cơm nước rồi, còn cho con cái đi học bây giờ là 12 rưỡi rồi. Đấy. Để cố gắng là chúng ta luôn luôn chúng ta giữ cho con chim nó có cái tâm lý ổn định nhé. Ví dụ như là chúng ta đến gần cầm vào lồng này, chuẩn bị hạ này, thì chúng ta gọi nó, chứ cần đừng có cầm quỵt vào cái lồng cái. Thường xuyên gọi thì nó sẽ quen đi. Đấy, dần dần thì nó càng căng lửa đấy, càng thuần thôi. Như con này thì đến tháng 3 tới này là sẽ căng lửa đỉnh điểm, thì cầm vào lồng là vẫn hot. Đấy, có thể cầm vào lồng xách tay nó vẫn hot. Nhưng tầm này thì nó chưa căng lửa đỉnh điểm ấy, thì là nó vẫn sợ. Nó vẫn sợ thì chúng ta cứ phải gọi mồm thế thôi. Clip này Quang dừng lại ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.